Hello các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ phi chiếc máy bay giấy này các bạn nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ phi ra cái phía bờ đây này các bạn. Đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình đây. Wow, đây là một cái tờ giấy A5 các bạn nhé. Một cái tờ giấy hình chữ nhật. Và bây giờ sẽ là cái cách mà mình gấp chiếc máy bay giấy mình vừa có bay lúc nãy đây. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy lại như thế này các bạn này. Gấp đôi theo chiều dọc nha. Đó. Ok. Bây giờ bắt đầu mình dỡ ra. Đó. Mình gấp cái phần góc này vào. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái bẹ cái này xuống. Các bạn lưu ý cho mình một cái điểm này nha. Đây, mình sẽ chừa một ít chỗ này các bạn này. Đó. Và bây giờ mình sẽ lật cái tờ giấy quay lại. Lật quay lại này. Rồi, bẻ cái phần chừa nó lên. Đây các bạn nhé. Đó, đây phần chừa này. Rồi, bây mình lại dở nó ra. Bây mình sẽ gấp cái điểm này. Đây các bạn. Đúng cái điểm này nhé. Điểm này đi xuống này. Đó. Và cái góc này nó vẫn phải thẳng cái tâm này các bạn nhé. Rồi. Rồi chúng ta mở ra. Rồi chúng ta gấp cái góc này vào. Gấp tiếp một lần nữa. Rồi, bây giờ các bạn tính này, gấp một lần này, hai lần này, đó. Và cái lần này là lần thứ ba. Ok, thì bên này cũng y chang vậy luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bẻ này lên nha. Cái này là cái khóa cánh này các bạn này. Đó, bây giờ mình bẻ này ra. Đấy, thì nó sẽ thành như này nhá. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình bẻ cánh này các bạn. Thì mình bẻ tính từ cái điểm góc này. Sang đây. Đây này. Đó. Cái phần góc này nó vừa chạm đây các bạn nhé. Đây. Vừa chạm ở đây. Bên này y chang vậy luôn. Đây này. Cái góc này chạm ở đây này. Đó. Đó.
Đấy, ok các bạn. Thì đây là chiếc máy may giấy của mình. Đó. Cái phần đầu nó sẽ như này nhé. Và quan trọng một cái điều nữa là các bạn sẽ khẽ bẻ cái phần này lên này. Đây các bạn chú ý này. Bẻ một chút cái phần đuôi lên như này. Đây. Đó. Và cái này mình sẽ uốn thẳng lại. Rồi bẻ này cong cong lên tí. Rồi ok, như thế là chiếc máy bay giấy của chúng ta cũng đã xong. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Và các bạn hãy tặng cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bạn nào yêu mến mình thì hãy tặng cho mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.